Đức Như Lai đủ hai thứ giải thoát. Giải thoát là gì? Giải thoát có nghĩa là mình vượt được tất cả những cái chướng ngại. Ví dụ bây giờ mình không ưa cái người đó, mình cố tình mình né, mình không muốn ngồi gần người đó, mà bữa nay bận rửa chén lâu quá, lên hết chỗ ngồi, còn có một cái chỗ một mà giờ không ngồi đó ngồi đâu, phải xách cái gối vô ngồi đó mà sao bộ không thoải mái. Mà hễ mình ấy, đâu có sao đâu, mình bình thường, mình cứ ngồi nghe giảng bình thường, đó là giải thoát. Để hiểu cái chữ giải thoát vậy đó. Nhưng mà giờ Phật nói là Phật có hai thứ giải thoát. Một là diệt trừ trí chướng, hai là phiền não chướng. Thôi bây giờ nói đơn giản là Phật có hai thứ giải thoát, là một á là vượt được cái sở tri chướng và cái phiền não chướng. Con người mình nó có hai cái chướng, thật sự nó nhiều chướng lắm, có khi nói tam chướng, tứ chướng, nhưng mà ở đây nó hai chướng. Ví dụ như mình tụng bài nguyện tiêu tam chướng á, thì tam chướng đó là gì? Là có nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng, là ba cái phiền não, ba cái chướng. Nhưng mà ở đây là Phật trừ được hai cái phiền não, một là trí chướng, hai là phiền não chướng. Ủa, trí tuệ mà có gì đâu làm chướng ngại. Anh có trí nhưng mà cái trí của anh nó trời ơi quá, không ai chịu nổi. Cũng giống như gần đây có cái ông nào cũng đòi đổi tiếng Việt vậy đó. Đó, một cái thứ trí mà là làm đảo lộn càng khôn đó. Thí dụ vậy. Cho nên cái trí, rồi bây giờ ví dụ bây giờ mình học ngoài đời, mình có những cái thế học mình đem vô mình ứng dụng trong đời, trong chùa nó cũng trật nữa. Phải qua ví dụ như ở ngoài đời á, mình sống mà mình làm ăn chứ mình phải tính toán thiệt thua hơn lỗ. Nhưng mà vô chùa mà sống như vậy á, mình không có dễ thương. Tại vì chùa là mình sống bằng cái tâm niệm từ bi hỷ xả, nhiều khi mình lỗ một chút nữa, hay là mình phải nhường tan chút nữa, chứ còn sống mà lúc nào mình cũng tính toán hơn thua thì thật sự ra nó làm trở ngại cho mình nhiều lắm. Thì mình nó hai cái cách sống nó khác. Cho nên cái trí chướng là một cái trở ngại. Sợ gì? Trí là tốt, nhưng mà nếu mình không có biết vận dụng cái trí mình đúng sai. Ví dụ như cái ông mà ông đổi tiếng Việt á, ông nói là nếu mà học cái kiểu mới này của ông á là sẽ save được thời gian rất là nhiều và bớt được lượng giấy, tại vì chữ nó ngắn lại đó. Nhưng mà ông đâu có nghĩ rằng bây giờ nếu mà toàn bộ sách vở của Việt Nam hiện tại bao nhiêu lâu nay đó mà đem đổi thành cái chữ kia hết thì sẽ tốn bao nhiêu giấy nữa và tốn bao nhiêu thời gian nữa. Mà bây giờ thí dụ như giờ nói là chủ trương của mình là gì? Chủ trương của mình là xóa nạn mù chữ, đúng không? Cho nên mình mới mở trường học. Nhưng mà giờ đổi cái là toàn dân mù hết. Tại vì ta không ai biết chữ mới hết, là toàn bộ phải đi học lại hết. Phải qua ví dụ vậy đấy. Đó thì mình cái chủ trương mình là nó là phải xóa mù chữ, nhưng mà bây giờ nếu đổi một cái là toàn bộ dân chúng trong nước sẽ mù chữ hết. Vì những mình không biết cái gì của cái mới nữa hết, là mình phải đi học lại toàn bộ. Rồi mất thời gian, rồi bây giờ á, hồi xưa ví dụ như thế, mình học vô đại học hay mình học lớp, ông thầy ông nói hôm nay ngày giờ mình viết ào ào ào. Bây giờ ổng đọc cái, bây giờ mình phải nhớ cái bộ chữ đó viết làm sao, ngồi mà rặn cái chữ được hết thời gian. Thật sự ra thì Pháp Hòa đem một cái ví dụ như vậy. Mà nhiều thứ nữa trong cuộc đời này, trí là tốt, nhưng mà mình phải hiểu được mình phải vận dụng ở trong trường hợp nào, trong lúc nào. Cho nên nếu không khéo thì nó trở thành ra một cái chướng ngại cho mình, và mình không thể nào mình tiến xa hơn, hay là mình học hỏi, mở lòng. Cái thứ hai là phiền não chướng. Cái này thì quá rõ rồi. Hễ mà mình bị một cái phiền não, bất cứ thứ phiền não nào đều là chướng hết. Phiền não nó hai loại nha: êm ái và không êm ái. Pháp Hòa ví dụ như hồi xưa tâm mình á, rỗng rang yên tĩnh vô cùng, tự nhiên giờ mình dính, mình thương người nào đó cái làm sao là mình hết thời gian, hết mất tự do, không còn
không còn thời gian phải làm gì nữa. Cho nên hãy nhắm mắt lại tụng kinh, xưa thấy Phật, giờ không thấy Phật nữa. Thấy người đó thôi. Phiền não là gì? Tức là những cái gì mà nó làm cho cái tâm mình không còn sự an tịnh nữa, đều là phiền não hết, dù là một hình thức nào. Cái chuyện mà người ta chọc mình tức giận kêu phiền não là đành rồi ha. Có những người chuyên môn làm cho mình nhớ nghĩ, thương yêu, ấp ủ gì đó, phiền não luôn. Thay vì ngày xưa mình rất là yên tịnh tâm hồn, thì bây giờ tâm hồn mình không còn yên tịnh. Hoặc vượt được hai cái đó, vĩnh viễn đoạn tất cả phiền não. Trí của Phật có thể duyên nơi hai cảnh. Hai cảnh là gì? Tức là sở tri và phiền não đều được tự tại. Tức là Phật có cái trí tuệ, Phật có thể nhìn thấu và điều phục được cái sở tri và cái phiền não. Còn mình thì hơi khó. Ví dụ như bây giờ á, mình hiểu biết quá nhiều, nhưng mà giờ mình đi vô một cái chỗ nào đó mình đóng vai khờ khờ có bộ hơi khó. Tại vì á, chuyện gì mình cũng biết hết. Ai bắt nhịp chỉ cần người ta đốm cái là tôi biết á, vụ này tôi hay rồi. Không có cái gì mà không có mình. Không có cái gì mà không có mình. Mà hầu như là Hà Nội 36 phố phường, phường nào mình cũng biết. Cái này là một cái mà mình phải vượt. Cho nên á, Phật á, có cái trí, nhưng mà Phật biết vận dụng. Cho nên ngày xưa có Pháp Hòa không nhớ, một Khổng Tử, Lão Tử gì, học trò hỏi ông là ông kia hơn ngài chỗ nào. Nói học trò tôi có ba đứa, mà ba đứa nó hơn tôi ba kiểu. Một đứa thông minh hơn, một đứa hùng dũng hơn. Thế nói vậy thì cái người kia mà tại sao hơn thầy mà phải bái thầy làm thầy, nếu học trò mà cái gì cũng hơn mình. Ông nói mấy ông đó đó, nó thông minh hơn tôi, nhưng mà nó không biết lúc nào giả khờ. Còn cái đứa kia nó dũng, hùng dũng, nhưng mà không biết lúc nào nó phải giả mềm yếu. Còn tôi biết. Vì vậy họ bái tôi làm thầy. Thật sự con người mình có hết những cái khả năng, nhưng mà mình á, không, mình chỉ thiếu một cái khéo thôi. Cái khả năng thì mình có, nhưng mà mình phải khéo dụng, thì cái khả năng đó nó mới có thể thích ứng. Hồi hôm qua đó có một cái người đó, họ nói chuyện, không biết họ hỏi cái gì đó. Hỏi là nói cái vấn đề thích. Pháp Hòa mới nói con người mình á, cái gì mình cũng có thích hết, nhưng mình thiếu một cái thích, là mình thích ứng. Mình phải thích ứng nó mới hay. Chứ còn cái gì mình cũng thích đó, đâu được. Tôi thích nói, nhưng mà không thích ứng được là nói lúc nào. Tôi thích làm, mà không thích ứng là làm lúc nào. Cho nên mình cũng điều ai cũng có cái thích, nhưng mà thiếu một cái là thích ứng. Tức là mình, tiếng Mỹ là adapt, tức là mình có thể mình thích ứng được mọi cái trường hợp, mọi cái hoàn cảnh. Phật có cái trí duyên nơi hai cảnh. Hai cảnh tức là sở tri và phiền não đều được tự tại. Tức là Phật, nếu mà Phật gặp cái người đó đó, Phật cũng thoải mái thôi. Mình là nhiều khi mình cũng nóng, gặp cái người nổ cái mình bực. Thôi vừa thôi nổ. Nhưng mà Phật, người nào thích nổ Phật để cho nổ. Tại vì họ quên cái câu pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Cái viên pháo mà nổ to chừng nào thì cái xác nó vụn chừng nấy, phải không? Điều được tự tại ấy là giải thoát thù thắng. Thế nên trong khế kinh, khế kinh là gì? Là kinh đó. Chữ kinh đó là mình nói tắt, nói cho đủ là khế kinh mới đúng. Chữ kinh mà nếu mà nói cho đúng là phải nói khế kinh. Tại sao vậy? Tại sao có chữ khế ăn trước? Chữ khế này là khế hợp. Kinh là lời dạy, là chân lý. Nhưng mà cái lời dạy đó nó có khế hợp. Khế hợp với cái gì? Khế hợp với căn cơ người nghe, và khế hợp với cái chân lý. Ví dụ như bây giờ
chân lý thì mình biết rồi đó. Nhưng mà mình nói không đúng lúc, không đúng người thì nó không thể khế hợp được. Ví dụ kêu mấy đứa nhỏ lại, hồi nãy con biết con đọc kinh gì ở trên không? Kinh trên là kinh Bát Nhã con biết không? Bát Nhã là gì con biết không? Ngồi giảng mà cỡ đạt gì nghe. Chân lý nói tràn gian nhưng mà người nghe không đúng người, không phải thôi căn cơ của họ. Cho nên thế nên trong khế kinh kể rằng ngài Xá Lợi Phất khen ngợi Như Lai đủ bảy pháp thù thắng. Bảy pháp thù thắng là nãy giờ thôi, hôm qua giờ mình, tuần trước giờ mình học đó, trước giờ mình nghe đó, thân thù thắng rồi trí thù thắng rồi sống đúng pháp vậy đó, bảy thù thắng. Đức Như Lai từ lúc quán bất tịnh cho đến quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị có biết từ cái lúc quán bất tịnh là tu cái gì không? Là cái lúc mà tu căn bản nhất, tu sơ cơ nhất, gọi là tu quán bất tịnh. Thí dụ nè, bây giờ con người mình nó mỗi ngày phải quán bất tịnh. Tại vì con người mình thích gì? Mình còn hơn thua, mình tranh đấu, mình giành giật, mình lấn áp dữ lắm. Chờ phải quán bất tịnh đi. Quán bất tịnh là quán sao? Thí dụ mình nhìn cái nhà mà cái nhà này đồ tạm. Bây giờ mình nhìn, mình ganh. Ví dụ mình thấy nhà người đó có nhà cửa, có xe hơi, mình ganh với người ta, quán đi, trời ơi, ở xứ này không có gì của mình đâu, của nhà băng hết. Tháng nào 3 tháng liên tục mà không có là mất. Cho nên thấy người ta đi xe đẹp chứ xe của nhà băng, thấy người ta ở nhà kia xe của nhà băng, thì mình cũng nhà băng, người ta cũng nhà băng, bất quá là người ta băng qua lộ, mình băng qua đường. Băng vô băng ra, thành thử chỗ nào cũng dính hết á. Mình tức là mình làm sao mình tập, mình quán để mình thấy rằng cái chữ bất tịnh ở đây nó không có nghĩa là tạp dơ không, mà cái gì nó biến đổi nó cũng đều được mệnh danh là bất tịnh. Ví dụ như thân mình là bất tịnh là đúng nè, tại vì dơ. Nhưng mà thân mình cũng là bất tịnh, nghĩa thứ hai là gì? Thay đổi. Cái gì có thay đổi, cái đó gọi bất tịnh. Bây giờ đại chúng có thấy tâm mình thay đổi không? Thương, ghét, giận, vui liên tục. Đang giận vậy đó mà người đó tới hạ giọng xin lỗi là cười liền. Tức là mình, cái tâm mình nó thay đổi. Hoặc là mình đang thương người đó hết sức vậy đó, mà chỉ vì một câu nói gì của người đó mình có thể đùng đùng mình giận lên. Thì cái tâm đó cũng là tâm bất tịnh. Cho nên cái chữ bất tịnh trong nhà Phật á, nó không có cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cái gì mà tạp dơ là gọi bất tịnh. Nhưng mà nó còn có cái nghĩa sâu nữa là cái gì biến đổi, thay đổi là bất tịnh luôn. Cho nên nhìn nhà cửa này bất tịnh, nhìn vũ trụ sơn hà đại địa này bất tịnh, tại vì nó thay đổi luôn luôn. Từ lúc quán bất tịnh, tức là tu cái pháp sơ cơ nhất á, cái pháp sơ cơ Phật lúc đầu Phật ngồi thiền Phật tu đó, là Phật quán bất tịnh. Vì quán bất tịnh cho nên ngài mới tu khổ hạnh đó. Cái người mà người tu khổ hạnh đó là người ta quán bất tịnh. Ta quán cái thân xác này nó hôi, nó dơ rồi, quán ruột già, ruột non, quán tim, quán phổi, quán gan gì đâu, đâu nhìn thấy dơ. Thậm chí có nhiều người đi vô rừng ngồi trước cái xác chết. Cái đó người có một cái pháp tu thiền gọi là cửu tưởng quán, chính cái pháp quán về một cái thi thể. Đem cái thể xác của cái người chết đó, ngồi ngay trước mặt người đó, ngồi thiền. Đến khi nào mà cái tâm dục của mình nó hết, giờ nhìn bất cứ thân xác nam nữ trẻ đẹp nào cũng thấy ghê gớm hết, để họ trừ đi cái tâm ái dục. Rồi là cửu tưởng quán, tức là chính cái thứ quán tưởng về một cái xác chết. Từ một cái xác chết vừa tắt thở cho đến bấy nhầy ra hôi thôi, để người ta diệt đi cái tâm ái dục trong cơ thể. Có nhiều người người ta treo cái bộ xương, skeleton là tiếng Việt là cái gì, một cái bộ xương á. Có những cái thiền viện Pháp Hòa đi vô và thấy người ta treo cái bộ xương đó ngay cái chánh điện, ngay cái thiền viện vậy đó, để cho mỗi người mỗi ngày đi ngang. Bạch cốt. Bạch cốt
quán bất tịnh cho đến khi mà ngài chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật đó. Rồi, hay từ địa vị trang nghiêm hành đạo đến địa vị giải thoát, từ khi mình tâm mình chứng được giải thoát cho đến khi mà ngài thực hiện những cái uy nghi trong đời sống của mình, đơn giản nhất ăn chánh niệm, đi đàng hoàng, những cái đó là những cái pháp tu căn bản nhất. Cho nên người tu của mình á, cái cơ bản nhất là phải có uy nghi. Mặc dù cái đó nó chỉ là cái tướng thôi, nhưng mà từ cái tướng đó nó dẫn mình tới chỗ an tịnh. Mà thật sự cái người mà định, cái tâm định đó, nó mới hiện được cái tướng uy nghi. Còn tâm lăng xăng là nó hiện cái tướng lộn xộn lăng xăng à. Cho nên cái tâm mình phải định tĩnh. À, Đức Như Lai từ lúc từ địa vị trang nghiêm hành đạo đến địa vị giải thoát cao hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Bích Chi Phật tức là các vị duyên giác đó. Cho nên Đức Như Lai gọi là đấng chí tôn vô thượng. Đức Như Lai tu pháp không tam muội. Không tam muội là gì? Chữ tam muội là gì? Tam muội tiếng là tiếng Phạn, phiên âm được dịch là chánh định. Chánh định. Thí dụ như mình thấy, ôi tôi bây giờ niệm Phật tam muội rồi, có nghĩa là tâm tôi bây giờ không còn tán loạn gì nữa hết, rất là an tịnh, đi đứng nằm ngồi lúc nào câu niệm Phật cũng bên tôi, và tôi không, bây giờ tôi gặp bất cứ cảnh gì tôi không sinh khởi. Thí dụ á, mình đi ngang cái mình gặp người ta làm gì đó, cái mình đứng sao mình nhướng, này là không có tam muội nè. Không, cái người tam muội á là việc đó của người ta để người ta làm, việc nào của mình làm. À, khi nào người ta hỏi thì mình nói, ta nhờ thì mình giúp. Người ta nhờ cũng nói sao cả chùa không kêu tôi, ta nhờ mình giúp. Thấy không? Hoặc là mình không vì giận hờn người đó mình bỏ mặc người đó, thấy người ta hoặc là mình gặp người ta làm việc mình offer liền, bác ơi bác có cần con giúp gì không, ta nói dạ không có, thí dụ vậy. Tức là cái người bình thản trước mọi cái cảnh duyên, tâm họ vẫn an định, cái đó là một hình thức chánh định đó. Hoặc là ví dụ bây giờ Pháp Hòa vô chánh điện rồi, Pháp Hòa cầm cái hương nguyện đem lòng thành kính, ở ngoài bấm chuông ngõ không thấy ai mở, cũng ráng nhắm mắt tiếp, gửi theo đám mây hương, nhưng mà không thấy gửi theo đám mây hương, gửi theo cái bà gõ cửa ngoài kia, sao không thấy ai gõ, không ai mở chứ. Cuối cùng thấy hết chịu nổi rồi, say qua sao, đứa nào đi mở cửa coi bay. Không có chánh định, nguyện hương mà không chánh định. Thấy không? Thành thử ra mình làm, trong khi mình đi đâu cũng vậy, mình phải tập cho mình có cái chánh định. Tức là nhiều khi mình ở những cái chỗ mà mình phải, nhất là mình đi vào cái khóa lễ mà đông người, người ta ngó mình. Không phải là mình giả bộ, nhưng mà người ta nhìn vô cái hình tướng mình để người ta hiểu được cái người này đang thực hiện lễ nghi như thế nào. Cho nên khi mình lên tụng kinh, tai mình chấp, mắt mình nhắm lại, hoặc là mình nhìn, chứ không có tụng kinh mà ngó tới ngó lui thế này thế kia, thì người ta nhìn mình, ta nói người này tụng kinh mà tâm chưa có định, họ không biết đạo. Có thể họ dùng những cái từ rất bình thường, cái người này chưa tu, chưa tới. Mình không phải là giả bộ, nhưng mà thường thường á, chúng sanh mình nhìn tướng phát tâm, nhìn cái người đó người ta tu hành sao để mình khởi được cái tâm mình tu theo. Cho nên á, chữ tam muội là chánh định, tiếng Anh nhớ dịch là concentration. Concentrate. Giống như xin lỗi, mình uống nước cam, mình đi vô trong shopping chợ đó, mình mua cái lon nước cam mà nó condense nước cam mà nguyên trong cái lon đông đá đó, rồi về mình mới pha nước thêm vô đó. Nó kêu là concentrate. Tức là trong đó là nguyên cái chất nước cam đậm, đặc, rồi mình về mình mới pha nước loãng vô. Những cái lon nước đó nó kêu là concentrate. Thì mình cũng vậy, khi mà con người mình nó nguyên chất như vậy. Giờ tam muội về cái gì? Chánh định về cái gì? Chánh định về cái không. Chánh định nó nhiều loại. Giờ Phật có một cái chánh định gọi là chánh định về không. Tức là Phật nhìn tất cả các pháp, Phật thấy rõ được cái bản chất không của nó. Không phải thấy không có gì hết nha. Có.
nhưng mà chỉ là duyên sinh giả có, không thật có. Ví dụ bây giờ Phật nhìn cái nhà, cái lầu, cái gì đó, Phật cũng thấy là ôi, không sao hết. Mấy cái này là duyên sinh thôi, gỗ, cây, đinh đóng vô đó, để gọi là cái giá chuông, để gọi là cái mỏ gì đó. Nhưng mà hễ mà đủ một cái duyên là, đó quý vị thấy không? Nhà lầu, xe hơi, một cơn bão đi ngang thôi, trong vòng mấy phút thôi, cả một cái thành phố có thể trở thành hoang tàn đổ nát hết đó. Thì nhưng mà bây giờ mình đợi tới nó vậy mới kêu không. Còn đối với người tu mình, ta tới rồi ta nhìn, nhớ nha, tạm có thôi, không có thiệt đâu. Vì mình thấy nó không như vậy đó, cho nên cái tâm mình nó cũng nhẹ trước mọi cái sự biến đổi. Không tam muội, tới diệt tận định tam muội. Diệt tận định, cái này gọi là thánh định. Định này là định cao nhất trong các thứ định, chỉ có Phật có, mình chưa có. Các vị hàng thanh văn dương giác cũng chưa có, chỉ có Phật mới có cái định này, diệt tận định. Rồi tu tứ thiền, từ bi quán và thập nhị nhân duyên. Ý muốn nói rằng tất cả những cái gì mà Phật tu cũng không ngoài một mục đích là vì lợi ích chúng sanh. Tại sao kỳ vậy? Tại sao gọi là quán từ bi, quán nhân duyên mà vì lợi ích chúng sanh? Tại vì khi mình có quán từ bi thì cái tâm mình mới có rộng rãi thương người. Và mình có quán nhân duyên, thập nhị nhân duyên đó, vô minh duyên hành, hành duyên thức, để chỉ cho chúng sanh thấy cái sự vận hành của mọi cái duyên sinh. Thấy rõ đó để gì? Để cho họ bớt khổ. Cuộc đời này mà mình không có, mình thiếu một cái nhìn kỹ, nhìn sâu là mình khổ dữ lắm. Ví dụ như giờ cái người đó mình hay, mình cứ giận họ hoài à. Bây giờ bữa nào mình tập, mình nhìn sâu, mình quán rõ họ, trời ơi, tội nghiệp. Ở nhà nó bị đì lắm, cho nên nó không có cơ hội nó phát triển cái phiền não nữa. Nó vô đây, nó thấy ai cũng im, cho nên nó phát tu hành phát triển, thấy thấy được cái bản chất khổ của họ. Có nhiều người đó, sống trong một gia đình đó, chồng khó không dám nói. Nhưng mà nó ứ trong. Đi tới chỗ khác bắt đầu mới được nói. Rồi mình cũng thông cảm. Cho nên vì lợi ích chúng sanh mà làm. Ví dụ bây giờ thật sự bây giờ đại chúng thấy là cái sự tu hành của mình, thí dụ bây giờ mình tổ chức một ngày tu vậy nè, mình cũng vì lợi ích chung mình mới làm chứ. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thích ngủ, thích hưởng mình thôi, tôi mệt nó không tổ chức, thì là quý vị không tới. Thì quý vị không tới thì Pháp Hòa đi được đi ngủ sướng hơn. Cho nên mình nhớ mình làm cái gì cũng vì lợi ích chúng sanh, lợi ích chung chứ không phải. Nếu mà đời này cái gì mình cũng nghĩ tới cá nhân của mình, chắc có lẽ mình cũng không làm được bao nhiêu việc đâu. Tại vì người mình đi đến đâu thì có nhiều người, người ta mình thấy cái lợi của mình ít quá thì mình chẳng làm. Cho nên Phật vì lợi ích chúng sanh mà tu những cái pháp, để rồi ngày ngày có kinh nghiệm, ngày vượt nó làm sao rồi ngày nói lại cho mình. Đức Như Lai chánh giác nói ra lời gì là một lời, không nói hai lời. Nói hai, nói ba nên gọi là Như Lai. À, mai mốt ai hỏi mình, tôi thấy trong chùa hay kêu Phật là Như Lai, vậy Như Lai là cái gì vậy? Nói là Như Lai là người nói sao làm vậy, gọi là Như Lai. Như Lai là người nói như thế nào, làm như thế đó là Như Lai. Như Lai là cái người á vững chãi trước mọi thay đổi là Như Lai. Bởi vì chữ Như là bất động, chữ Lai là việc nó cứ đến đi. Ồ, Như Lai là cái người tâm vững chãi trước mọi khó khăn. Tại vì nó khó hôm nay thôi, rồi lát nó dễ. Hôm kia có một em, năm nay nó 25 tuổi rồi, nên là nó khóc với Pháp Hòa. Nó nói là
Tôi đã phung phí cuộc đời của tôi từ năm tôi 13 tuổi. Tôi chưa bao giờ tôi cảm giác là tôi biết thương cha, thương mẹ, biết cảm ơn người thân. Mãi đến khi cái mùa lễ Thanksgiving năm nay là cái mùa lễ tạ ơn, tự nhiên sao tôi ôm được mẹ. Tôi cảm nhận được cái tình thương của mẹ và tôi khóc. Và cái người mà đã giúp cho tôi thấy được những cái điều đó là tôi nghĩ tới thầy. Tại vì thầy là người lúc nào tôi khổ tôi tìm tới, mà thiệt lúc vui không thấy, không bao giờ thấy nó. Nhưng mà khi mà nó khổ mà thấy cái số phone nó hiện lên, số phone chùa là biết có mối rồi đó, là nó lên. Nó lên nó ngồi nó khóc. Hồi bữa nó lên nó ngồi nó khóc một trận buổi sáng. Mà những giọt nước mắt đó không phải là nó khổ nữa, mà những giọt nước mắt của sung sướng, của hạnh phúc là gì? Nó thấy rằng bây giờ trong con người nó không phải là một con người vô cảm như xưa nay nó nghĩ nó vậy. Nó khóc. Rồi chừng chút thôi rồi đứng dậy xin phép đi làm. Rồi bây giờ biết quý đồng tiền. Tại ngày xưa là không bao giờ quý tiền. Tại đâu có làm ra đâu. Đâu có đâu giờ đi làm cực khổ mà có tiền đâu. Thế nên không thấy được cái cực nhọc của nó. Cho nên nó Như Lai là cái người, cho nên mình thấy một cái đứa nhỏ mà nó trời ơi vậy đó, phải không? Đừng có buông nó. Phải ôm ấp nó. Thứ nhất, nghiệp của nó. Thứ hai, mình chưa đủ phước. Khi nghiệp nó hết, phước mình đủ thì mình cảm hóa được nó. Ở đời này chỉ có hai chữ, một là phước, hai là nghiệp. Nghiệp hết phước tới, phước hết nghiệp tới. Mình nghĩ mình có phước, xài quá trời xài luôn, hết phước, nghiệp nó tới. Rồi mình nghĩ mình do nghiệp cố gắng tu. Bây giờ muốn có phước, phước từ đâu ra? Không ai cho mình được phước, phước phải tự mình tạo. Tạo bằng cách nào? Tạo bằng cách mình nói, mình nghĩ, mình làm. Nói cái gì? Nói cho đàng hoàng. Nghĩ cái gì? Nghĩ cho nó đúng, không có nghi ngờ. Nếu mình cái điều đó mình chưa rõ thì cứ để đó, hãy khoan. Thí dụ bây giờ mình nghi mình có trái trong bụng thì chứ mình có nói ra đâu, mà nghĩ làm chi cái nghi mà nó không hay, để rồi tự nhiên mình tạo cái ý nghiệp cho chính mình. Thôi giờ cái chuyện nó chưa tới cứ để đó đi, rồi từ từ rồi biết. Chứ giờ mình tự nhiên mình đặt một cái nghi bất thiện cho người đó mà không nói ra, tự mình tạo một cái khổ cho mình, tự mình tạo một cái nghiệp xấu cho mình thành một cái ý nghiệp. Rồi bây giờ ví dụ như cái người đó mình nói một cái câu không hay đối với họ, rồi sao? Mình có làm được gì họ không? Họ không là gì của mình cả. Tự nhiên mình tạo cái khẩu nghiệp cho chính mình. Cho nên cái chữ Pháp Hòa muốn nói là Như Lai á, là quý vị mình có thấy ai sao đi nữa, cái tâm mình phải vững. Không sao đâu, cái người này có ngày chuyển hóa. Mà mình thấy rõ như vậy, có ngày họ sẽ chuyển hóa. Không trước thì sao? Mà nếu đời này họ không chuyển được, nhưng mà nhờ mình nương nương họ, họ mới ở với mình tới giờ này nè. Hết đời này nè, rồi đời sau họ chuyển. Chứ có nhiều người đâu có phải cây nào trồng có 1 năm có trái ăn đâu. Có nhiều cây phải trồng tới 10 năm mới có trái. Thì không đợi. Cho nên mình tu cũng vậy đó. Đời này tu không tới đâu, phải không? Tại mình nghĩ thôi, chứ không phải không có đâu, phải không? Trời Pháp Hòa thích cái câu đó. Tuy rằng muộn nhưng vẫn còn sớm chán. Nói, trời ơi, tôi giờ 60 tuổi mới biết đi chùa tu, muộn quá. Không, tuy rằng muộn nhưng vẫn còn sớm chán. 60 tuổi mà chịu tu tới 80 cũng đỡ lắm. 70 tuổi mà chịu tu đỡ lắm. Tuy rằng 70 năm phung phí nhưng mà còn mấy năm còn lại dụng cho nó đúng đỡ lắm. Cũng giống như mà nước cá kho mà nước kho mà trút ra hết rồi còn dính miếng nồi trộn cơm vô cũng ngon như thường. Đức Như Lai chánh giác nói ra lời gì là một lời, không nói hai ba nên gọi là Như Lai. Thuở trước ở nơi Đức Phật thời quá khứ, từ địa vị trang nghiêm xuất sanh được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác nên gọi là Như Lai.
Tức là từ tu từ cái thấp đến cái cao đó, đầy đủ được chánh pháp vi diệu. Đây bây giờ bắt đầu mình niệm về Phật nha. Niệm Phật bằng cách nào? Đầy đủ chánh pháp vi diệu, có thể thọ tất cả sự cúng dường của nhân thiên, cho nên gọi là ứng cúng. Cái câu mình nó ứng cúng đó, ứng cúng là gì? Là người đó có thể thọ nhận được sự cúng dường của trời người, là một ha. Biết rõ hai đế lý, một là thế đế, hai là chân đế, cho nên gọi là chánh biến tri. Mình sẽ thắc mắc, ủa mình hay ca ngợi Phật chánh biến tri, Phật biết cái gì mà kêu là chánh biến tri? Phật biết rõ thế đế, chân đế. Thế đế là cái gì? Lấy cái đế khác thế hả? Thế này là cái thế gian, còn chân này là chân thật. Pháp Hòa ví dụ nè, mình bày cơm ra mình cúng vong đó, đó là thế gian. Nhưng mà nếu không bày cái này á, là tâm người ta không còn tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, cha mẹ gì nữa hết. Người ta sống không còn biết cội nguồn gì nữa hết. Cho nên bày cái cúng là mượn cái hình thức thế gian là thế đế. Nhưng mà để đưa họ trở về cội nguồn, sống mà không mất gốc mất rễ là chân đế. À, bệnh quá hả con? Vô chùa thầy cầu an cho. Thầy cầu có an đâu, thầy cũng bệnh muốn chết. Nhưng mà không cầu an thì nó không có, nó nghĩ là cái người đó họ sợ hãi hốt hoảng về cái bệnh tật của họ, cho nên mình họ nghe ồ mọi người thương mình, vô đây á, mỗi người một cái tâm niệm, ai cũng nghĩ muốn cho người đó an, muốn cho người đó an. Cái tâm niệm thương người từ bi của mình đó, nó trở thành cái lực trợ duyên cho cái người bệnh đó. Bây giờ Pháp Hòa nói gần nhất đi, tâm con cô Phụng Phước Vân đó. Nếu mà thời gian qua mà thử không có cái lực của từ trên quý thầy xuống tới Phật tử đó, mẹ con nó có được an ổn như này không? Không phải là mình gọi là mình khoe khoang hay là mình nói mình nhận công, nhưng mà một cái ví dụ rõ ràng như vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói một người ta bệnh, ta nằm trong bệnh viện nè, đại chúng kéo vô thăm coi, quý vị nghĩ người ta vui không? Vui lắm. Rồi bây giờ mình không tới mình thăm được, mình nhắc cái phone lên, chị em nghe chị không được khỏe, bữa nay chị sao rồi? Tao vui lắm. Vì người ta nghĩ rằng người ta không có mặt đi chùa mà mình nhớ tới người ta, mình phone người ta mình thăm. Cho nên trong huynh đệ Phật tử mình cũng vậy, thỉnh thoảng phải phone nhau, thăm hỏi nhau. Thí dụ thấy người đó 2-3 tuần không đi chùa, mình gọi đó, mình thăm người ta, để nó nói lên được cái tình với nhau. Thấy không? Gặp nhau, chị khỏe không? Rồi lúc đi về em về nha, tuần sau gặp. Chút chút vậy thôi mà tự nhiên nó có cái tình nhiều lắm. Phải không? Thì bây giờ cũng vậy. Cái đó là cái gì? Cái thế gian. Nhưng mà không có cái đó, cuộc đời này không còn gì nữa. Cho nên mình tu quá, mình ứng dụng cái nào thế gian, cái nào chân đế mình rất là rõ. Cầu siêu đâu phải mình tới mình tụng cái ta siêu đâu, nhưng mà nhờ mấy cái lời kinh đó mà tỉnh thức rất nhiều người. Có nhiều người xưa nay không bao giờ tỉnh. Rồi bây giờ có nhiều, nhưng mà họ tỉnh được tháng à, tháng sau không đám tang nữa cái họ mê. Cũng đâu sao, kinh Địa Tạng cũng nói rõ mà, nhớ không? Cái cô mà Bà La Môn nữ mà giúp mẹ đó, mẹ của tôi không tin Tam Bảo, mặc dù có lúc sanh lòng chánh tín chẳng bao lâu, nhớ không? Rồi cũng quên lẫn đó. Trong kinh Địa Tạng cũng kể là cái cô nữ mà muốn độ cho mẹ sanh lòng tin chánh tín với Tam Bảo, không bao lâu đó rồi cũng trở lại mê lầm, không tin Tam Bảo. Rồi giờ làm mọi cách để tạm tin. Cho nên á, mình sống ở đời này, quý vị thấy không có cái gì mình làm nè. Cái mùa lễ này nè, có dính dáng gì tới mình đâu, nhưng mà tại vì mình ở xứ người ta, phong tục người ta ăn cái lễ này, mà nhờ lễ này mình mới được nghỉ một tuần. Mà nó ngộ cái mà mình cái mùa lễ này mà không đi mua quà cáp đồ tặng, tự nhiên người ta thấy mình hình như không có biết, không biết gì chứ. Cái nhiều khi người ta còn phải, ta còn cho mình biết nữa chứ, ta tặng trước.
Nhưng mà thiệt sự ra mình ở đâu mình hiểu đó, mỗi phong tục mình sống như vậy á, cái đó gọi là gì? Tri kim. Tri kim là biết cái hiện tại. Cái người mà sống biết hiện tại, biết luôn cả cái xưa, thì người này cổ kim sao? Hòa hợp. Hồi xưa có cái câu phải không? Người biết xưa mà không biết nay, thì người biết nay mà không biết xưa cũng được. Như người tri kim bất tri cổ, người biết biết hiện tại mà không biết cái cổ là gì, mù mờ về cái cổ. Tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ. Manh là mù á, manh cổ tức là không biết gì cái xưa. Nhưng mà có nhiều người tri cổ bất tri kim, vị tri lục trầm, sống mà trên mặt đất này mà như người chết chìm vậy đó, sống biết trời đất gì chứ. Phá Hòa hình như cũng cỡ cỡ vậy, bị không coi tivi, không coi tin tức, toàn là nghe ngóng. Lâu lâu mấy chị Tám vô cho biết bữa nay chuyện gì, chuyện gì. Đôi khi cũng nhờ giả lắm á. Thì bây giờ mình nói á, Phật là cái người mà biết được thế đế chân đế, gọi là chánh biến tri. Tri là biết, không? Chánh là gì? Là chánh chơn. Biết mà biết cho đúng cái nào tục, cái nào chân. Tục đế tức là thế gian. Phá Hòa ví dụ nè, rằm tháng 10 không phải của mình nha. Rằm tháng 10 không phải của mình nha. Rằm tháng 8 không phải của mình nha. Tết Đoan Ngọ không phải của mình nha. Thanh Minh rồi, toàn là thế gian. Nhưng mà tại sao trong chùa mình vẫn làm? Tại vì nếu mà mình tổ chức như vậy, thiên hạ mới đi chùa. Rồi nhờ đi chùa vậy mới có cơ hội cúng, rồi mượn cái hình thức cúng để được nghe giảng. Cho nên nó thay vì mình tổ chức Phật đản, thành đạo nè, niết bàn của Phật chung một ngày, bây giờ mình chia làm ba: rằm tháng 4 Phật đản, rằm tháng 2 niết bàn, rằm tháng chạp thành đạo. Nhờ vậy đi chùa được ba lần, nghe ba buổi giảng. Cho mình làm mà mình biết. Giữ gìn tịnh giới thanh tịnh, đầy đủ tam minh, cho nên gọi là minh hạnh túc. Tam minh là gì? Thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh và tha tâm, ba cái chính đó. Thật ra là lục thông, nhưng mà cái ba cái chính là thiên nhãn, thiên nhĩ và tha tâm. Bây giờ Pháp Hòa bày cho đại chúng cách tu chứng tam minh nha. Thiên nhãn là mắt phải không? Thiên nhĩ là lỗ tai. Tha tâm là hiểu người. Đây nè, con mắt mình nhìn thấy cái miếng rác, trái tim mình nó nói là đó rác á, cầm miếng rác bỏ vô thùng, chứng liền tâm mình. Thiên nhãn thì rồi mình đang ngồi, mình đang ngồi ở trên này mình chơi, ở dưới bận rộn, hay là ở dưới đó chơi, trên này biết bận, tai mình nghe được người ta cần mình giúp, con mắt mình thấy được cái đó sai cần làm, trái tim mình nó tới liền, chứng tâm mình có mặt. Cho nên là trong lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Thì tại sao nói tam minh? Là bởi vì cái đó là ba cái chính trong cuộc đời. Mình sống mà mình hiểu được người, sống vui vẻ, sống thoải mái. Cho nên ngày hôm qua Hòa cũng nói với quý vị, bây giờ mình nhìn kỹ trong những người mà có duyên mình gặp đó nha. Người nào cũng có bệnh với tật hết đó. Không tật cũng bệnh. Không có người nào mà không bệnh không tật. Nhưng mà mình phải biết rằng chính bản thân mình cũng có bệnh tật. Rồi mình nguyên nhà mình sống với nhau vậy nè, mình trợ duyên nhau uống thuốc. Nếu mà cuộc đời này mình đi nghiệt tìm cái người mà lành mạnh á, hình như không có. Nhà nào không có tủ thuốc hết á. Nhà nào không có thuốc. Mà bây giờ ai mà bước qua chừng tuổi chừng 40 có hỏi có uống thuốc không, thế nào cũng có một viên ngày. Không cao này cũng cao khác.
cao máu, cao đường, cao mỡ. Có nhiều người còn trẻ mà đủ ba cao luôn nữa. Giống như cô Diệu Thanh nó nhỏ con mà cao nó hết ba thứ. Chánh biến tri minh hạnh túc và không còn sanh trong ba cõi nên gọi là thiện thể. Chữ thiện thể là gì? Là khéo vượt, vượt qua ba cõi. Biết được hai thế gian, nhân sanh và vũ trụ, gọi là thế gian giải. Hay không? Chẳng những biết cái con người mà biết luôn cả vũ trụ. Vũ trụ, thí dụ như người ta hỏi vậy nè, nhân sanh quan, đạo Phật có nhân sanh quan, có vũ trụ quan. Tức là vũ trụ quan là gì? Tức là cái quan niệm của đạo Phật về vũ trụ, cái quan niệm của đạo Phật về con người, cho nên gọi là nhân sanh quan. Quý vị ví dụ mình đọc cái sách thì nó nhân sanh quan, vũ trụ quan, cái quan niệm của mình, cái hiểu của mình về cái đó như thế nào. À thì đơn giản thôi, con người là gì? Là bình đẳng. Đó là một cái vụ nhân sinh quan của đạo Phật, là con người bình đẳng. Giàu nghèo, sang trọng gì, người nào cũng máu đỏ nước mắt mặn, người nào cũng ăn cũng thở cũng nói cũng đi tiêu tiểu giống nhau, dù giàu hay nghèo. Cho nên trong đạo Phật, với cái nhân sinh quan của đạo Phật là không có giai cấp. Nhân sinh quan của đạo Phật là không có giai cấp. Còn vũ trụ quan của đạo Phật là gì? Là thành trụ hoại không, không có gì tồn tại hết. Vũ trụ quan của đạo Phật là các pháp là do, và đồng thời cái sự vui, cái sự bình an của mặt đất này là tùy thuộc vào con người. Tùy thuộc vào con người. Nếu con người không biết gìn giữ nó thì trái đất này nó sẽ băng hoại sớm. Mà rõ ràng bây giờ khoa học người ta chứng minh con người mình tiêu thụ những cái sản phẩm mà làm hại tới quả đất này. Thí dụ trên mặt đất này có cỏ cây nè, có núi nè, có đủ thứ hết. Rồi chúng ta là người khai thác, khai thác núi, khai thác rừng cây, làm đủ thứ hết ha. Để rồi chúng ta ở trên, rồi chúng ta đục tận ở dưới. Mình làm cho cái quả đất này, rồi cái cách sống của mình làm cho cái quả đất này càng ngày càng nóng hơn. Bây giờ quý vị thấy có những nơi mùa đông mà giờ nó cũng ấm, nó không phải là quá lạnh. Ngày xưa em mình, cái tỉnh Alberta mình đó, hồi mà mình mới qua đó, so với cái lạnh của những năm mình mới qua với cái lạnh của những năm về sau này thì khác xa. Bây giờ càng ngày cái quả đất mình càng ấm lại. Cho nên mình tập ăn chay, và mình ăn những cái gì mà nó không tàn hại đến mọi loài mọi vật khác. Cho nên Đức Phật là bậc thế gian giải. Phật có thể biết được nhân sinh và vũ trụ. Thí dụ như về nhân sinh, Phật vẫn thấy rằng trong con người của mình, trong con người của chúng ta, nó rất nhiều những cái chủng nghiệp. Và Phật nói rằng vũ trụ xung quanh mình đó cũng nhiều lắm, chứ không phải chỉ có trái đất này không. Mà ngày xưa Phật đã thấy rằng ngoài hành tinh con người có những hành tinh khác cũng có chúng sanh đó. Cho nên Phật nói hằng hà sa số chúng sanh. Rồi bây giờ này, trong con người mình có chúng sanh vậy. Tim mình cũng là một chúng sanh. Là chúng sanh tim này mà nó biểu tình coi là mình mệt. Gan, phổi, tất cả mình cũng có một chúng sanh trong này. Duyên, chúng sanh là gì? Tất cả các chúng duyên với nhau mà sanh sống, cho nên gọi là chúng sanh. Cho nên định nghĩa chữ chúng sanh là chúng nhi duyên sanh. Tất cả duyên với nhau mà sống gọi là chúng sanh. Biết rằng những phương tiện điều phục chúng sanh gọi là điều ngự trượng phu. Điều phục căn tánh chúng sanh. Muốn kiếm chuyện. Cửa trước không đi, đi đây kiếm chuyện.
tưởng sao để đi ra đằng trước. Nói là có liền phải không? Muốn lên tàng hình lâu quá không được lên TV á. Điều ngự trượng phu có thể khiến chúng sanh không khởi lòng, không khởi lòng khiếp sợ, phương tiện giáo hóa lìa khổ được vui, ấy là thiên nhân sư. Đang định nghĩa của mấy cái chữ mười hiệu của Phật đó. Biết tất cả pháp các công hạnh nên gọi là Phật, có thể phá bốn thứ ma gọi là Thế Tôn. Bốn thứ ma là gì? Phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma và thiên ma. Cái đó là bốn thứ ma. Học hoài cái này đó nha, tại vì sợ ma quá cho nên không nhớ. Bốn thứ ma là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là thân thể mình nè. Ngũ ấm ma, phiền não ma, tức là những cái giận hờn phiền não. Thiên ma và tử ma. Hoặc quán Như Lai tu hành giới định huệ vì lợi ích chúng sanh và ở trong nhiều đời đối với kẻ oán người thân bình đẳng giúp ích không phân biệt, đoạn hết tất cả phiền não. Hồi nãy ở trên là mình quán mười hiệu của Phật, bây giờ mình quán tới những cái công hạnh của Phật như là bình đẳng cứu giúp người oán kẻ thân không phân biệt. Ví dụ như Phật biết cái người đó là họ đã từng hại ngài đó, nhưng mà hôm nay gia đình họ có chuyện họ đến nhờ Phật vẫn giúp. Chứ còn mình nó hơi khác khác một chút. Chưa cần làm gì tôi mà tôi thấy không ưa là tôi không giúp à. Ví dụ vậy đó. Đoạn hết tất cả phiền não nên biết mỗi chúng sanh. Câu này hay lắm. Nên biết mỗi chúng sanh bị một phiền não trong vô lượng đời thọ nhiều khổ não. Nếu mà nói cái câu này phải dịch cho đúng là nên biết mỗi chúng sanh chỉ vì một phiền não mà trong vô lượng đời chịu khổ. Đúng không? Nhiều khi cả một đời khổ chỉ vì một giây phút phiền não thôi. Quý vị đọc báo thấy không? Giận tức cái người đó, lấy cái dao đâm họ chết. Chỉ vì một giây phút phiền não thôi, cả đời chịu khổ trong tù ngục lao lý. Rồi nhiều khi mình không kềm chế được một cái cơn tức giận của mình, nói một câu nói đó ra thôi, tình nghĩa tan nát hết. Mấy chục năm trời build up, xây dựng. Cho cái câu này mình phải để tâm nha. Nên biết mỗi chúng sanh chỉ vì một phiền não mà trong vô lượng đời chịu khổ. Đức Như Lai Thế Tôn vì chúng sanh nên điều gì khó thí có thể thí, sự gì khó nhịn có thể nhịn. Cho nên trong kinh Phật định nghĩa có 7 loại bạn. Làm sao để mình tìm được một người bạn tốt? Thì trong đó có một người bạn là nhịn điều khó nhịn. Có nhiều khi mình nói trời ơi, nhiều lúc tôi cũng khùng, tôi nổi cơn, tôi lam sùm mà người đó vẫn vui vẻ với tôi là mình biết người đó bạn tốt. Biết ngăn người mình làm điều xấu là bạn tốt. Biết khuyên mình làm điều thiện là bạn tốt. Không bỏ rơi mình trong những tình huống mình đang cần họ. Và không bao giờ so đo tính toán nhiều ít. Thí điều khó thí, nhịn điều khó nhịn. Đức Phật có hai thứ thanh tịnh. Phật có hai thứ thanh tịnh nha. Hành đạo trang nghiêm thanh tịnh và kết quả thanh tịnh. Hành đạo tức là cái nhân. Còn cái quả là, ví dụ như ngày hôm qua Pháp Hòa mời, hai ngày nay mình đi hai cái tang lễ, thì mình cũng nói là nhìn vô cái quả của cái đời, cuối đời của người đó, mình hiểu được cái nhân họ sống như thế nào. Cho nên cái người đó họ sống trong lúc họ tạo nhân thanh tịnh thì cuối cùng cái quả nó thanh tịnh. Vì thế lực nhân duyên của hai pháp thanh tịnh như thế, từ đầu tiên tu 10 pháp lành và 10 ba la mật,
về sau chứng được quả 10 lực và 10 đức hiệu. Cái chữ 19 đã bỏ chữ 9 đi, viết sai đó, dư một chữ đó. Ở đây nói rằng Phật tu đầu tiên nhất là tu 10 pháp lành. 10 pháp lành là gì? Là thập gì? Thập thiện đó. Thân có 3 thứ: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng có 4 thứ: nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Ý có 3 thứ là tham sân si. Thân miệng ý là 3 cái cộng lại là 10 món. Cái đó là tu 10 pháp lành. Và 10 ba la mật. Hồi xưa giờ mình có lục ba la mật phải không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Trong này mình thêm 4 cái ba la mật nữa là gì? Có là trong đó có nguyện ba la mật. Rồi, về tức là Phật tu từ cái thấp nhất là tu 10 lành và 10 ba la mật. Cho đến khi mà Phật chứng được 10 lực, 10 hiệu, không có hàng nhân thiên nào nói được lỗi lầm của Ngài. Đức Như Lai đủ 8 muôn âm thanh, 8 muôn tức là 80.000 đó. Chúng sanh nghe đều không nhàm chán, vì nhân duyên ấy Đức Như Lai vượt hơn tất cả hàng thanh văn bích chi Phật. Ở đâu mà ra tới 80.000 âm thanh dữ vậy? Đây là một con số nhiều thôi, chứ còn không có thể nào mình đếm mà một là âm thanh gì, hai là âm thanh gì. Giống như mình nói là 84.000 pháp môn cũng là một con số nói lên cái sự nhiều. Phật có thể ứng dụng. Phải qua ví dụ á. Ví dụ mình tới một cái người mà họ phiền não, âm thanh mình nó khác. Rồi mình tới mình đưa nít, mình nói nó khác. Cái người họ đang bệnh á, mình nói khác. Tức là mình có đủ khả năng, tùy mọi hoàn cảnh, trường học, con người, mình sử dụng cái tone, cái cách mình bày tỏ cái điều mình muốn nói. Có nhiều vị á, không có giận ai, nhưng mà cái cách nói nghe như gây lộn vậy. Không phải là người ta cố tình, nhưng mà cái âm thanh đó không có, nó không có điều hòa. Cho nên cái chữ 80.000 đây chỉ là một con số để nói là có cái khả năng. Chúng sanh nghe đều không nhàm chán, vì nhân duyên ấy Đức Như Lai vượt hơn tất cả hàng thanh văn bích chi Phật. Cái nhân duyên mà Phật có tu từ thấp đến cao vậy đó. Hôm trước Pháp Hòa có nói cái bài gọi là Phật trăng trong kinh thơ đó. Thì trong kinh có nói mặt trăng á, từ đầu tháng là nó cuối tháng là nó mờ phải không, đầu tháng là nó dần 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 đến cái ngày rằm là nó rực tỏa. Cái người tu của mình cũng vậy, phải tỏa sáng dần 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 dần. Thiện nam tử, nếu có người thọ trì giới u bà tắc, muốn được thanh tịnh nên cứ như thế mà tu niệm Phật tâm. Giờ muốn hết điều ác không, niệm Phật. Niệm bằng cách nào? Không phải niệm Nam Mô Di Phật hoài, không phải. Cái đó cũng được, nhưng mà trong kinh này thì dạy là niệm Phật niệm sao? Niệm Phật là có được cái thân tướng thù thắng, có trí tuệ thù thắng. Phật có những cái cụ túc thù thắng, cái hành xứ của Phật rất là thù thắng. Hành xứ của Phật là cái nơi chốn mà Phật đến đó, Phật hành xử, Phật ứng sống rất là thù thắng. Pháp Hòa ví dụ á, mình làm đạo á, mà ở cái quốc độ nào mà rất là thuận duyên để làm đạo, chúng sanh đó dễ thương, có thể hợp tác với mình rất là nhẹ nhàng, và mình không có trở ngại gì hết, đó là một cái hành xứ thù thắng. Cho nên mình đi làm á, mình vô hãng làm mà mình biết á, trời ơi, người làm của mình cũng dễ thương, cái nơi làm này mình rất là thích, công việc này mình làm cũng trôi chảy, là mình biết mình có cái phước ở cái hành xứ thù thắng. Phải quán vậy để làm chi? Để đừng có khởi cái tiện là bất thiện nữa. Tôi bực cái người này lắm, tôi muốn đi chỗ khác, tôi muốn không có đâu. Có nhiều cái á, tuy lương nó thấp một chút, nhưng mà so ra cái niềm vui của mình á, nó hơn cái chỗ kia. Chỗ kia mà người ta trả tiền mình cao thì nhớ mình cũng phải trả với một giá nào đó, chứ đâu phải bình thường. Đúng không? Cho nên trong cuộc sống của mình quán lại,
Ví dụ như giờ mình ở Canada đi, mình ở Edmonton, Calgary đi. Trời ơi, chỗ của tôi nó không có gì hết trơn. Nhưng mà thôi, vậy đi cho nó yên. Nhiều khi mình phải nghĩ đi rồi nghĩ lại. Nhiều khi cái xứ lạnh vậy này cho nên nó cũng bớt nhiều chuyện. Cái nhiều chuyện đây không phải là nói chuyện nhiều. Mà những cái công, những cái chuyện nó phát sinh. Con người mà, thấy không? Cái con người mà mình ở một cái quốc độ nào mà ồn, náo, tấp, nập, nó cũng nhiều cái thứ nó cũng phát sinh sau đó. Cho nên mình ở một cái nơi nào mà yên tĩnh, giống như ví dụ bây giờ lên Tây Thiên mà ở đi, trời ơi buồn quá, không có gì làm hết, có ai tới thăm hết. Cũng là một thứ hành xứ đó, tốt rồi. Yên tĩnh túi nhiều, có nhiều thời gian làm việc khác nữa. Cho nên cái ăn thua là cái cách quán chiếu của mình, để mình thấy được ra những cái thân thù thắng nè. Thí dụ bây giờ mình nghĩ về cái thân, tuy tôi không đẹp giống ai, nhưng mà tôi cũng mừng cái là lành lặn sáu căn, thấy được, nghe được, nói được, ngửi được, nếm được, đỡ lắm. Rồi giờ các bác mà bệnh lên bệnh xuống, nay đau mai mạnh, quán lại. Có nhiều người ta còn đâu làm gì được. Tôi mặc dù họ không có đi chùa mỗi tuần như ngày xưa được nữa, nhưng mà ít nhất một tháng tôi còn lên chùa được một lần. Cũng là một cái thứ thân thù thắng, hành xứ thù thắng. Có nhiều nơi người ta thèm bác quan trai, một năm không có ngày. Còn mình ở đây một năm đủ 12 lần. Rồi bên cạnh là mấy cái khóa tu kế bên nữa. Rồi pháp thế lễ này tụng cái lúc nào cũng có những cái sinh hoạt để mình đưa tâm mình hướng thượng, hướng thiện. Mình phải thấy rằng cái đó là cái hành xứ thù thắng của mình. Lỡ mình ở một cái quốc độ mà không có được tu hành, không được đi chùa chiền gì hết, không có cái nơi nào để mà không có chùa để mình đi nữa, không có tăng để giảng kinh cho mình nghe nữa, thì mình so ra mình với những nơi đó ai hơn ai. Chứ phải quán cái đó để mình dứt trừ những cái tâm niệm tạp của mình gọi là ác. Cái phẩm này ý nói vậy đó, tức là phẩm trừ điều ác, làm sao để mình trừ, không phải nghĩ gì để được trừ những cái niệm kia, phải nghĩ cái điều hay, điều mà mình đang có để chúng ta dứt đi những cái tâm niệm kia. Thậm chí trời ơi trời, sao ông chồng của tôi ngày hôm qua có một vị, con khổ chồng con quá. Trời ơi, ông không biết lo gì hết trơn. Tại biết đi làm về ở nhà không làm. Phải quà thôi quán đi. Bây giờ một ông chồng mà chỉ biết đi làm mà về ở nhà, với một ông chồng mà tối ngày đi làm xong ở quán, muốn cái nào? Thành thử ra nhiều, dứt cái niệm ác là vậy đó. Dứt cái niệm ác là nhiều khi mình cứ lấy cái này, lấy cái kia mình suy nghĩ. Cho nhiều khi con của mình như vậy, trời ơi con tôi sao nó khờ quá, kệ đi. Nó khờ vậy mà đỡ hơn, nó ranh quá trời, mình mới để 100 đi qua lại mất tiêu. Cái đó còn chết lớn nữa phải không? Nhớ vậy. Trời quán, cái này gọi là làm sao dứt cái tâm niệm mà mình hay so đo, tính toán đủ thứ. Thì cứ nhìn lại những cái gì mà có, thân thù thắng, sống đúng pháp, trí thù thắng, cụ túc thù thắng, hành xứ thù thắng, không thể suy lường thù thắng, giải thoát thù thắng. Đó là bảy cái thù thắng của Phật. Nhưng mà mình cũng có cách mình tập tu nương theo mấy cái này để mình quán trong cuộc sống của mình. Quán trong cuộc sống của mình. Thì đó là hết cái phần phẩm thứ 16 mà hôm nay chúng ta học cho nó xong cái phẩm này. Là tối nay thì chúng ta tiếp tục qua phẩm khác. Thì bây giờ chúng ta xin tạm dừng ở đây để chuẩn bị thời khóa kế. A Di Đà Phật. Mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng, thể nguyện hồng Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành.